Với con helicopter này thì mình sẽ sử dụng cái bộ điều khiển Level 7 cho nó, và tương ứng đó mình sẽ sử dụng cái RX701 kèm với Level 7. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm dây. Ở trên cái RX701 nó sẽ có tên của từng kênh một tương ứng với cả ở mạch NASA. Thì các bạn để ý vào cắm dây, cục A trên mạch NASA sẽ nối với aileron trên RX701, cục E sẽ là elevator, T sẽ là throttle, R sẽ là rudder, và U này sẽ là cái kênh 5, là kênh chế độ bay, mình sẽ bật vào cái kênh gear trên RX701. Cả X1 và X2 mình sẽ đấu lần lượt với cả AUX1 và AUX2 này. Nên nhớ AUX1 này nó sẽ là cái để điều khiển gimbal nhé. Và tiếp đó là antenna NASA. Cắm vào đây. Đèn LED. Đèn LED thì mình sẽ cắm vào đây. Có chữ LED này, cắm vào. Đây là cái cấp nguồn cho gimbal, thì mình sẽ nối dài ra và cấp nguồn trực tiếp với cả máy bay. Còn cái F1 này là sẽ là dây điều khiển gimbal cho nó quay lên quay xuống. Quay xuống thế này. Còn M11, M12, M3, M4 cho tới M6 nó sẽ là ký hiệu của từng động cơ tương ứng với ở trên sơ đồ này. M1 là động cơ nhất, M2 là động cơ thứ hai, tương ứng cho tới M6. Còn cái PMU thì sẽ nối vào cái X3 trên mảnh NASA này. Xong phần giới thiệu. Lát nữa mình lắp hoàn thiện rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cái vị trí đặt cái NASA và cái kích thước, cái vị trí và số đo để đặt mạch NASA. Các bạn vào tải phần mềm DJI từ nhà sản xuất. Link mô tả mình sẽ để ở phía bên dưới. Các bạn tải cả phần mềm hỗ trợ và cái driver cho nó. Ok, sau khi tải xong tải nhanh ra thì các bạn sẽ được cái DJI Mark II này, với cả cái driver của nó nữa. Đầu tiên chúng ta vào DJI Mark II. Cấp nguồn nó hai cái đi đoạn lỗi. Các bạn sẽ cấp nguồn và kết nối máy bay với máy tính nhá. Sau khi nhận thì cái đèn tín hiệu nó sẽ chớp liên tục này, và các bạn bật TX lên. Ok, và phần cài đặt của nó, đầu tiên các bạn chọn cái kiểu dáng máy bay, mẫu bay quadcopter, helicopter hoặc là máy bay. Đây là cái vị trí các bạn đặt cái anten GPS. Các bạn sẽ dựng trục tọa độ với cái mạch NASA là tâm và vị trí đặt cái GPS. Giờ chúng ta sẽ đo thực tế cái vị trí đặt GPS trên trục X và trục Y, sau đó nhập cái giá trị đó vào trong cái phần setup. Ở vị trí mình đang đặt cái anten ở vị trí bên dưới góc phải thì sẽ có giá trị X là giá trị âm, giá trị Y là giá trị dương, và chiều cao của cái đỉnh mạch NASA so với cái đỉnh anten NASA so với cái mạch NASA sẽ
lấy giá trị là âm. Các bạn sẽ đo và nhập vào máy tính. Ở đây thông số của mình là x là trừ 3, y là 5 và z là trừ 10. Với bước này các bạn sẽ phải đặt cài đặt tên tinh 5 cho nó. Đây là vị trí mạch kinh 5. Đây là 4 kênh cơ bản. Đây là kênh 6. Kênh này là để điều chỉnh gimbal. Kênh này để chỉnh GPS là chế độ return to home. Tí mình sẽ chỉ các bạn cài đặt cái về return to home nhé. Các bạn test lại 4 động cơ này. Rồi cần start này. Rồi mình cứ xoay bừa đi để cho nó nhận diện thông số giữa tay điều khiển với mạch. Sau đó xin xe xong, các bạn đặt hết các cần điều khiển vào vị trí chính giữa. Rồi đặt vào vị trí chính giữa, tạo để nó chưa cân. Bây giờ khi tay điều khiển đã đặt vị trí chính giữa rồi thì mình ấn finish thì nó sẽ tự động những cái thanh này nó sẽ chuyển hết vào vị trí chính giữa. Như vậy là đang bị sai số này. Đó, nó đã chuyển hết về chính giữa rồi. Cái bục này là một thông số bay. Cái này thì mình nghĩ là nên để theo thông số từ nhà sản xuất thì bay nó sẽ mượt hơn. Khi các bạn đã trải nghiệm thực tế rồi thì vào cái sở thích của mỗi người thì có thể thay đổi những cái thông số ở đây. Đấy là phần này là cái chế độ ga này. Thì mình đặt ở chế độ trung bình nhá. Cái này là cái khóa ga. Mình gạt hai động cơ này xuống thì nó sẽ test động cơ. Đây là phần quan trọng nhất, mình đã setup cho nó hai cái phần, một là cái landing này, hay là go home and landing này. Landing nghĩa là khi mình gạt cái chức năng bay này thì cái landing này nó sẽ hạ cánh ngay tại vị trí của máy bay hiện tại. Còn cái chế độ go home and landing bên này thì nó sẽ bay cao lên độ cao khoảng 20m, rồi nó sẽ trở về vị trí xuất phát của nó rồi hạ cánh. Thì mình sẽ đặt ở chế độ go home and landing. Cái này nếu mà về phần gimbal này thì bạn nào có gimbal thì bật on, còn không có gimbal thì để off. Mình có gimbal thì mình để on này. Xong sau khi các bạn đã cài xong thông số rồi thì ấn basic play để lưu lại. Ok. Nó đang chạy. Trang một combo màu mới. Đó. Kênh mình đã gắn cho điều khiển gimbal là kênh AUX2 trên tay Devo 7. Ok, mình sẽ test thử cái gimbal này nhá. Đó. Nếu xoay ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ xuống, còn xoay cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ quay cao lên. Ok. Như vậy là đã xong rồi. Các bạn chỉ việc ngắt kết nối và đem nó đi bay thôi. Linh kiện giật xe, chúc các bạn thành công nhá.